cháo, cái măng cụt. Sân bay. Nóng quá. Bà gì không? Một bộ đồ mặc 3 ngày. Vậy là hay lắm rồi. Ăn mì bán không? Làm đâu bán quay trực tiếp không? Nha. Cái nồi này ăn gì? Rồi. Ăn rồi. Mẹ mẹ hỏi gì á? Được chưa? Mẹ có quay trực tiếp. Anh đang đốt gì vậy? Trời ơi, cái măng cụt đẹp không? Cái măng cụt chưa chín. Đi. Đi, đi chung. Đi, đi tắm. Đi tắm. No, sao? Ok, khoan vợ cậu đã. Ủa cái gì? Con 58kg hả? Dạ. Nặng hơn cậu đó nha. Cậu có 45kg à. Rồi, trời. Trời con vậy. Wow. Đi rửa chân. Đi đi rửa chân. A đù. Giờ đi. Đi rửa chân hả? Giờ vô. Trời ơi thầy nãy giờ tụi em voi tìm quá trời cái dây nè. Mẹ của em nhỏ. Trời ơi nó nóng hổi luôn á. Còn hai cây đá nữa. Thôi. Ở nhà cho mấy. Mỗi người giữ một chai đi. Cái chai của vô của trời. Không, tính theo tuổi. Ở đây ai lớn nhất? Là người đó chơi một chai bự nhất. Check out the jackfruit. It's bigger than my head. And I have like so many of them. It's in season. There's another one right here. Ton of banana. Look at this tree. Woo! Buồn vậy? Sao buồn vậy? Chia tay buồn hả? Sao buồn? Xin lỗi đi mấy tả. Xin lỗi chưa? Xin lỗi. Bác con khác.
ừ, bà muốn ăn gì phải ăn cá này dưới bà gặp hoài nè. Là một câu cá này canh chua lá giang hả? Chua lá giang. Thiệp nấu hả? Vừa nấu nồi đầy luôn nè, ăn bây giờ. Giờ về. Có sô cô la không? Đó, lên đường ha. Từ đó bơi. Mấy con mình sao có đeo cái gì không? Bơi hồi nhỏ chút xíu à. Ở trong đây nó sáng mạo mà em nó tối. Chúng quanh đang gây lộn. Chạy giữa chừng giờ mới đổi tay, giờ như chạy. Đổi tay bây giờ qua như chở. Sao có nhiều chỗ mà ăn đây vậy thím? Ăn quen rồi, chỗ đường ăn nó ngon. Ăn quen hả? Hèn gì? Đây cho con ly. Nha đam, yes. Sam có Sam không? Có nhãn thịt dừa không? Không có luôn. Ăn đó luôn. Đây. Ăn thử miếng mực coi, mới đi biển vô. Dạ. Hàng này là hàng biết luôn. Ăn bóc miếng đi. Ai cũng ơn chứ được. Chú mới đi biển vô đó. Ừ, vậy hả? Đem vào biển vô mà. Trời. Hai vợ chồng với đứa con. Ờ. Má ơi.
sẽ giữ nó, không có ném đứa nó cho mẹ. Trời ơi, có mua ruốc cho tôi không? Có là mua. Hôm nay không có hả? Sao không thấy bà bán? Tìm ruốc kia tiếng Úc đi mua ruốc. Trời ơi, tụi gì bà nhảy ở đây, giờ chú thấy bà bán tiếng rồi, chứ ngồi tí nữa. Trời ơi, tới hồi nào vậy? Mới vừa tới thì luôn đó. Trời ôm ra ôm đã không? Ăn nè. Hôm qua tôi về, không có chuối, không nướng. Hết rồi, cử chi mình về. Ở đây mày cho ăn nè, tí nữa hồi xuống dưới biển chơi. Thấy rồi. Một ngày nào đó. Chưng. Nó ăn con cá luôn. Thấy thằng chị dẫn con ra đi ta. Cha nào con nay ở chuồng hết. Mà muốn. Ở chính giữa. Dây ăn không? Ăn nè, chân gà. Thím thím con đi thím. Nó mặn mặn cây cây, chấm nước bi ăn ngon. Từ chân gà. Đưa lên đó mới chịu hả? Đưa lên đây mới chịu. Đó, đó. Đó. Từ nha. Cái đồ ở đây hả? Lộn với biển hả? Đó, đã không? Mới đi trai cho gì? Trai cho gì về á? Tiền cho mẹ. Giỏi không? Mẹ, cho ông đem ưu phiền cho mẹ đúng không? Đúng rồi, giỏi. Giỏi. Thấy nhắn em định nói đó, kêu là mang nội cho mẹ, kêu không, mang tiền gì cho mẹ, không mang ưu phiền gì cho mẹ. Đó, đúng rồi. Đó. Thế mày là con ngoan chứ. Ồ vậy á. Món này món gì đây sao xấu? Cháo hào. Cháo hào.
về mở đi. Mở mở nhìn nè. Uống gì đây? Mệt. Thôi. Đó, bắt quả tang tại trận. Tại trận. Chơi nó đi thuộc đi. Chơi chưa? Dạ. Chơi chưa? Chưa các bạn. Chưa các bạn hả? Vô chờ chơi nó đi. Bao lâu rồi? Đợi bao lâu rồi? Dạ. Đợi bao lâu mới chơi được? Mấy cây nữa cô? Mấy cái cây kim nữa cô, này con mì nữa. Mì anh đi đó.